hôm nay thì rất vinh dự là được trao đổi với quý anh chị em đồng nghiệp cái bài đầu tiên trong cái chuỗi chương trình đào tạo về một số rối loạn tâm thần thường gặp và cái chủ đề này thì là một cái chủ đề cũng khá là thú vị và chúng ta đều biết rằng tình dục là một vấn đề là một hoạt động bản năng của con người nó không chỉ là để đáp ứng nhu cầu sinh lý mà nó còn mục đích như là duy trì nói giống thư giãn giải trí cũng như là chiếm hữu vậy thì theo tổ chức y tế thế giới thì sức khỏe tình dục là một trạng thái của thể chất tâm thần và xã hội liên quan đến tình dục. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực và tôn trọng đối với các mối quan hệ tình dục, cũng như khả năng có những trải nghiệm tình dục thú vị, an toàn, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và bạo lực. À, và những nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng khoảng 8% người Mỹ trưởng thành cho biết họ bị đau khổ và suy giảm chức năng liên quan đến việc khó kiểm soát các hành vi và ham muốn tình dục. Các nghiên cứu khác thì đưa ra ít tính thấp hơn khoảng 1-6%. À, trẻ em và thanh thiếu niên thì sự phát triển về thể chất và tình dục đến sớm hơn các trải nghiệm nhận thức xã hội dẫn đến các vấn đề tình dục không an toàn lạm dụng tình dục có thai ngoài ý muốn nạo phá thai từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và người già thì cũng là đối tượng được quan tâm về vấn đề rối loạn chức năng tình dục trong bối cảnh già hóa dân số toàn cầu chứ không chỉ đơn giản là ở cái lứa tuổi uh, uh, đang trong giai đoạn uh, sinh sản như tuổi thanh thiếu niên cũng như là tuổi uh, trung niên À, vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem hoạt động tình dục đó là như thế nào. Hoạt động tình dục thì là cách thức mà con người trải nghiệm, thể hiện bản năng và kỹ năng tình dục của họ. Đó là một quá trình tâm sinh lý xã hội phức tạp được điều phối bởi các hệ thống thần kinh, mạch máu và nội tiết. À, và các yếu tố như là yếu tố sinh học, các yếu tố tâm lý, các yếu tố xã hội như là tôn giáo, dân tộc, điều kiện xã hội, sức khỏe, kinh nghiệm cá nhân, tình trạng tâm lý của cá nhân hoặc cặp vợ chồng thì đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục. Ví dụ như chúng ta đã biết như là các nước phương Tây thì à, thái độ về với, với vấn đề tình dục thì rất là cởi mở thoải mái, tuy nhiên đối với văn hóa phương Đông à, thì vấn đề này thì mọi người à, thường nhắc đến một cách tế nhị hơn, kín đáo hơn. À, một à, giai đoạn hoạt động tình dục thì bao gồm những vấn đề gì? À, các giai đoạn của hoạt động tình dục bao gồm cái giai đoạn ham muốn, giai đoạn kích thích, ổn định, cực khoái và thái trào. Ở à, đây là các giai đoạn trên đây là cái mô hình về các giai đoạn hoạt động tình dục à, theo master và johnson à, và phần lớn thì à, nam giới thì đều à, trải qua các giai đoạn này trong một chu kỳ hoạt động tình dục à, tuy nhiên thì trong thực tế hoạt động tình dục thì chỉ khoảng 50% phụ nữ đáp ứng đúng theo mô hình này còn lại 50% phụ nữ thì đặc biệt là những phụ nữ có vấn đề về tình dục thì chu kỳ đáp ứng tình dục ở phụ nữ có thể trồng chéo giao thoa xoắn ốc không biết điểm nào điểm đầu điểm nào điểm cuối à, ví dụ như ở nam giới thì đến giai đoạn thoái trào thì người nam giới không thể thường là không quay lại bắt đầu từ đầu giai đoạn ham muốn kích thích ổn định cực quái đương nữa nhưng mà người nữ giới lại có thể tiếp tục bắt đầu một chu kỳ hoạt động tình dục tiếp theo ngay sau đó. trước hết là giai đoạn ham muốn Uh, thì phản ứng tình dục của cả nam và nữ thì thường bắt đầu trong giai đoạn ham muốn, uh, xuất hiện các kích thích hình ảnh, âm thanh hoặc là tưởng tượng từ đó bắt đầu cái khoái cảm và người, người, người bắt đầu con người bắt đầu thích thú để tham gia quan hệ tình dục. Uh, sự xuất hiện của giai đoạn này thì được điều chỉnh bởi sự cân bằng của trung tâm kích thích nhạy cảm với dopamine và trung tâm ức chế nhạy cảm với serotonin trong não. Uh, testosterone thì được báo cáo để đáp ứng với việc điều chỉnh ngưỡng của các trung tâm này. À, mong muốn thì được bắt nguồn từ các yếu tố sinh học như là liên quan đến các vấn đề hormone như là testosterone hoặc là estrogen à, động lực thì như là dựa trên sự thân mật niềm vui mối quan hệ à, trong cái um, à, yếu tố này thì có vai trò của dopamine ở hệ viền và nhân acumben về vấn đề nhận thức thì liên quan đến những vấn đề những rủi ro và mong muốn quan hệ tình dục à, ham muốn chủ động và ham muốn thụ động khác nhau như thế nào? thì ham muốn chủ động đó là là con người có nhu cầu có sự thôi thúc nội tại được muốn được hoạt động tình dục các suy nghĩ liên tưởng và mong muốn nghĩ về hoạt động tình dục còn ham muốn thụ động thì chỉ để đáp ứng lại với các kích thích tình dục và từ đó thì cũng có thể từ cái ham muốn thụ động thì nhu cầu tăng lên. giai đoạn thứ hai trong chu kỳ của hoạt động tình dục đó là giai đoạn kích thích thì có sự thay đổi sinh lý và cảm xúc để chuẩn bị cho cá nhân hoạt động tình dục cơ chế thì bao gồm nhất là cơ chế trung tâm kích hoạt những tưởng tượng và mơ ước cơ chế ngoại vi thì liên quan đến việc tăng nhịp tim huyết áp tăng tiết nước bọt vã mồ hôi ở phụ nữ thì có hiện tượng cương núm vú về cơ chế sinh dục thì có sự cương dương vật tiết chất nhờn âm đạo mở rộng và cương âm hộ trong giai đoạn này thì có vai trò của acetylcholine nitric oxide các hormone và vai trò của dopamine và serotonin À, giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn ổn định thì giai đoạn này là sự tiếp nối của giai đoạn kích thích à, đề cập đến mức độ hưng phấn tình dục đã đạt được và được duy trì trong một thời gian trước khi đạt à, đến giai đoạn cực khoái à, về mặt cơ thể thì có hiện tượng tăng nhịp tim huyết áp à, khoái lạc tình dục căng cơ có những âm thanh không kiểm soát được như bệnh nhân có thể rên tế phát ra tiếng kêu à, chiều dài và chiều rộng của hai phần ba bên trong của âm đạo thì mở rộng và một phần ba bên ngoài của âm đạo bị tắc nghẽn do máu ở nữ à, ở nam thì liên quan đến các rối loạn như là xuất tinh sớm hoặc xuất tinh muộn và về cơ chế là liên quan đến sự nhạy cảm về các kích thích xúc giác tại cơ quan sinh dục và liên quan đến yếu tố tâm lý à, đến giai đoạn cực khoái thì giai đoạn cực khoái là cuối của giai đoạn ổn định đỉnh điểm của khoái lạc tình dục à, có, có hiện tượng co thất cơ ở nam thì có hiện tượng xuất tinh ở nữ thì co thất cơ một phần ba ngoài âm đạo và kết hợp với có những cái âm thanh cảm giác phê hoặc là hưng phấn à, cơ chế của thì liên quan đến đầu vào à, cảm giác của cơ quan sinh dục ở nữ thì có các điểm kích hoạt như là âm vật âm hộ âm đạo các tuyến xung quanh à, dẫn truyền kích thích lên trung ương à, dẫn đến sự kích thích à, khi mà sự kích thích này đủ thì dẫn đến cực khoái à, và có hiện tượng co thắt cơ sàn chậu tiếp theo là co thắt cơ tử cung và âm đạo trong khoảng à, vài giây À, các kích thích cực khoái thì cũng được dẫn truyền đến trung tâm vui vẻ hoặc là tưởng thưởng của bỏ não à, và giai đoạn cuối cùng đó là trong hoạt chu kỳ hoạt động tình dục thì đó là giai đoạn thoái trào à, các hiện tượng trên thì giảm xuống à, giãn cơ cảm giác thư giãn nhịp tim và nhịp thở giảm dần à, sau giai đoạn cực khoái thì cơ thể trở lại trạng thái không bị kích thích được gọi là giai đoạn trơ à, ở phụ nữ thì có thể có giai đoạn này hoặc có thể đáp ứng với mô phỏng lập đi lặp lại và đạt cực khoái thứ hai hoặc thứ ba ngay sau lần đầu tiên. ở nam giới thì thần cần thời gian chờ trước khi khởi động lại một chu kỳ đáp ứng tình dục mới và nam giới thì cần thời gian hồi phục trong khi nữ giới thì vẫn có thể tiếp tục chịu kích thích. và vừa rồi đó là các giai đoạn của một cái hoạt động chu kỳ hoạt động tình dục bình thường và chúng ta có thể biết có thể thấy là ở trong thực tế thì ở người phụ nữ người ta còn có một cái giai đoạn có thể uh, có gọi là đó cực khoái giả tạo. Tức là Cực khoái giả tạo này người ta không phải là một cái vấn đề bệnh lý, uh, đó mà là một hiện tượng mà đôi khi uh, người phụ nữ cố tình tạo một cái cảm giác uh, cho uh, đối tác của mình biết là họ đang vê sướng, họ hưng phấn, uh, tuy nhiên uh, thì thực tế là họ uh, cố tạo ra như vậy uh, để đáp ứng thứ nhất có một số nguyên nhân của, của cực khoái giả tạo ví dụ như là để đáp ứng cái uh, nhu cầu tình dục của đối tác uh, trong một số cái trường hợp um, uh, ví dụ như là uh, cái uh, hoạt động của gái mại dâm có thể có cực khoái giả tạo uh, trong một số mối quan hệ mà người phụ nữ muốn để làm vừa lòng của đối tác của mình thì cũng có thể có hiện tượng cực khoái giả tạo uh, vậy thì uh, đó là hiện tượng bình thường vậy khi nào thì có dối loạn chức năng tình dục chức năng tình dục thì là cách mà cơ thể phản ứng trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ hoạt động tình dục à, theo đi xem thì rối loạn chức năng tình dục là một nhóm các rối loạn không đồng nhất đặc trưng bởi sự xáo trộn lâm sàng đáng kể trong khả năng của một người để có đáp ứng tình dục hiệu quả hoặc trải nghiệm khái cảm tình dục Uh, ICD-10 thì uh, định nghĩa khái niệm mà uh, đưa ra cái khái niệm về rối loạn chức năng tình dục uh, bao gồm các cách thức khác nhau trong đó người bệnh không thể tham gia vào mối quan hệ tình dục như mong muốn. Uh, như vậy có thể thấy rằng cả ICD-5 hay ICD-10 uh, đều đưa ra một cái khái niệm đó là có sự thay đổi ở trong các uh, hoạt động tình dục mà uh, làm cho người bệnh không thể tham gia vào cái hoạt động tình dục như bình thường như họ muốn mong muốn không thể đạt cái cảm được như mong muốn à, vậy thì dịch tễ à, của các rối loạn chức năng tình dục như thế nào à, thì những cái con số này là rút ra từ một số nghiên cứu ở trên thế giới à, còn con số này nó cũng chỉ là uh, một uh, những cái con số mà cho ta một cái khái niệm gọi là tương đối bởi vì thực tế thì các vấn đề về chức năng tình dục uh, nhiều uh, nghiên cứu cũng chưa thu thập được những cái thông tin một cách chính xác nhất từ thực tế bởi vì uh, à. do cái đặc điểm văn hóa ở các uh, quốc gia khác nhau uh, do bệnh nhân còn uh, chưa cởi mở trong cái vấn đề mà chia sẻ những cái vấn đề tình dục của họ uh, thì người ta thấy rằng là tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục trong dân số chung rất cao khoảng 43% nữ và 31% nam mắc ít nhất một loại rối loạn chức năng tình dục. À, một người thì có thể mắc một hoặc là nhiều loại rối loạn chức năng tình dục cùng một lúc. À, trong số nam giới thì xuất tinh sớm là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất. Trong cuộc khảo sát toàn cầu về thái độ và hành vi tình dục, thì khoảng 78% nam giới tự báo cáo bị rối loạn chức năng tình dục mà không tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời khuyên chuyên nghiệp cho các vấn đề tình dục của họ trong đó thì nam giới có nhiều khả năng tìm cách điều trị rối loạn cương dương hơn là xuất tinh sớm à, theo khảo sát về thái độ với xuất tinh sớm thì chỉ có 9% nam giới bị xuất tinh sớm tự báo cáo đã hỏi ý kiến bác sĩ vì chúng ta đều biết rằng à, khi mà bệnh nhân à, đã có cái hiện tượng xuất tinh ra rồi thì chúng không thể cương dương được nữa à, do vậy mà người ta cứ nghĩ là người ta bị vấn đề về cương dương nhưng mà thực tế, nguyên nhân lại là xuất tinh sớm vì là xuất tinh không theo cái sự mong muốn của chủ thể. Do vậy mà dẫn đến hiện tượng không thể cương dương được nữa. Dối loạn cương dương thì là một trong những dối loạn chức năng tình dục thường gặp được báo cáo ở khoảng 10-20% tổng số nam giới là than phiền chính của hơn 50% nam giới được điều trị dối loạn chức năng tình dục. Tỷ lệ dối loạn cương dương thì tăng lên theo tuổi khoảng 2 đến 8% ở tuổi thanh niên, 40 đến 50% nam giới ở trong độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi báo cáo có tình trạng rối loạn cương dương. 20% nam giới lo sợ rối loạn chức năng cương dương trước lần quan hệ đầu tiên của họ. Và không có sự đồng thuận liên quan đến rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nữ. Một số nghiên cứu thì báo cáo là rối loạn giảm ham muốn tình dục phổ biến nhất, tiếp theo là rối loạn cực khoái và kích thích trong khi các nghiên cứu khác lại cho thấy khó đạt được cực khoái và khô hô âm đạo là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở uh, nữ giới giảm ham muốn tình dục thì có thể gặp ở bất kỳ giới tính hay độ tuổi nào phổ biến ở nữ hơn là ở nam ở nữ thì tỷ lệ có biểu hiện uh, mức độ hứng thú tình dục thấp dao động trong khoảng 17 đến 55% và tỷ lệ này tăng lên theo tuổi với khoảng 10% phụ nữ dưới 49 tuổi có mức độ hứng thú tình dục thấp, sau đó tăng gấp đôi lên 22% ở những người uh, khoảng 50 đến 60 tuổi và một lần nữa tăng gấp đôi lên 7, uh, 47% ở những người từ 66 đến 74 tuổi. Dối loạn đau khi giao hợp không thực tổn thì xảy ra, có thể xảy ra ở cả nam và nữ với khoảng 3 đến 6% ở nam và ảnh hưởng ở nữ khoảng 14 đến 34% ở phụ nữ trẻ, 6,5 đến 45% ở phụ nữ từ tuổi trung niên trở lên. Và có thể thấy chúng ta có thể thấy là các con số nó nói lên là các rối loạn chức năng tình dục ở cả nam, nữ cũng như ở cả hai giới đều chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Vậy thì tại sao mà với chúng ta ít thấy các bệnh nhân người ta đến với các phòng khám chuyên khoa uh, hay là bệnh nhân lại không biết là nên đến các phòng khám chuyên khoa nào và uh, thực tế thì uh, rất nhiều bệnh nhân uh, họ ngại đi khám về các vấn đề tình dục của mình nhất là giới nữ uh, và họ nghĩ là họ có thể tự giải quyết được họ nghĩ là um, có thể là do mối quan hệ uh, hoặc là họ nghĩ là có lẽ vấn đề này nên đi khám sản khoa À, nam giới thì có thể đi khám nam học nhưng mà họ lại không biết rằng các vấn đề về tình dục của họ là nên đến khám ở đâu là chính xác nhất. À, thực ra thì các vấn đề về rối loạn chức năng tình dục à, phần nhiều à, là à, các bệnh nhân họ cam chịu, họ chấp nhận. Ví dụ như là những bệnh nhân mà có giảm ham muốn thì họ với phụ nữ thì họ lại phải cố để tạo ra những cái cực khoái giả tạo hoặc là cố gọi là à, trả bài cho nó xong làm để chỉ để uh, thỏa mãn uh, nhu cầu của đối tác à, nên họ không nghĩ là uh, mình cần phải đấy là một bệnh lý và mình, mình cần phải được điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình à, Vậy thì khi mà gặp các rối loạn chức năng tình dục thì người bệnh cần đến chuyên khoa nào à, thì chúng ta đều biết rằng là uh, các rối loạn chức năng tình dục được phân loại trong bảng phân loại quốc tế về các rối loạn tâm thần và hành vi của tổ chức y tế thế giới ICD-10 cũng như là bảng phân loại của hiệp hội tâm thần học hoa kỳ DSM-5 và nó là một mã bệnh của về rối loạn tâm thần và do vậy nếu mà người bệnh gặp các vấn đề về rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta nên khuyên họ đến tư vấn khám để được chẩn đoán và điều trị đúng chuyên khoa đến có thể đến các chuyên khoa tâm thần ở các bệnh viện đa khoa hoặc là các bệnh viện chuyên khoa tâm thần nói chung. À về trên đây là cái bảng phân loại về các rối loạn chức năng tình dục theo ICD 10 và theo DSM 5. À, thì có sự tương đồng à, gần như là tương đồng giữa ICD 10 và DSM 5 à, bao gồm ở nam giới thì có à, các rối loạn như là xuất tinh muộn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương À, giảm ham muốn thì có thể gặp ở cả nam và nữ. À, ở nữ thì à, ngoài ra có thể gặp rối à, loạn khoái cảm ở nữ Đau khi giao hợp. À, và à, DSM5 người ta tách hẳn ra cái rối loạn chức năng tình dục do chất và các thuốc thành một mục riêng, à, trong khi cái mục, à, phần mà rối loạn chức năng tình dục do chất hoặc do thuốc thì được à, đưa vào cái mục F52.9 ở trong ICD 10 là loạn chức năng tình dục không biệt định. À, còn về các rối loạn à, chức năng tình dục ở nam và nữ thì à, nhìn chung là có sự tương đồng giữa à, ICD-10 và DSM-5. À, vậy thì nguyên nhân của các rối loạn chức năng tình dục đó là gì? À, thì chúng ta biết rằng nguyên nhân của các rối loạn này đó là sự kết hợp à, giữa các yếu tố sinh học, các yếu tố tâm lý tâm thần các yếu tố văn hóa xã hội, các yếu tố giữa các cá nhân và các yếu tố này có sự lồng ghép, tan xen vào với nhau, tương tác với nhau. Thứ nhất, đó là yếu tố sinh học, thì có vai trò của liên quan đến thuốc. Các thuốc có thể ảnh hưởng đến cái rối loạn chức năng tình dục, như là các trong chuyên ngành tâm thần thì có các thuốc chống loạn thần, các thuốc chống trầm cảm đều có thể gây ảnh hưởng đến rối loạn chức năng tình dục và một số bệnh nhân của chúng ta thì đôi khi là người ta vì các vấn đề về chức năng tình dục khi sử dụng thuốc mà người ta bỏ điều trị không tuân thủ điều trị do các tác dụng không mong muốn của thuốc các nhóm thuốc để điều trị bệnh lý cơ thể có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục như là các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp nhóm thuốc điều trị bệnh lý tim mạch nhóm thuốc điều trị bệnh lý tiểu đường cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến chức năng tình dục ngoài ra các yếu tố sinh học còn liên quan đến cái hormone sự thay đổi hormone theo lứa tuổi cũng có thể gây ảnh hưởng đến tuổi đại chức năng tình dục hoặc một số trường hợp sự thay đổi hormone do yếu tố môi trường hoặc là liên quan đến các vấn đề trong thời kỳ mẹ mang thai liên quan đến gen các vấn đề về gen ở những người ở khác nhau có... Uh, có thể mang cái gen uh, mà khi tương tác với môi trường hoặc là khi biểu hiện ra kiểu hình thì có thể gây ra uh, các dối dẫn đến các biểu hiện của dối loạn chức năng tình dục uh, liên quan đến sự thay đổi của nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh uh, liên quan đến các bệnh uh, lý cơ thể một số bệnh lý cơ thể cũng có thể gây ra các dối loạn chức năng tình dục uh, như là bệnh lý cơ thể thì bản thân cái bệnh lý đó có thể gây ra dối loạn chức năng tình dục và cái thuốc điều trị bệnh lý đó cũng có thể gây ra dối loạn chức năng tình dục các bệnh lý cơ thể nha bệnh lý về tuyến giáp các bệnh lý nội tiết các bệnh lý về đáy tháo đường tuyến giáp thì cũng có thể gây ra các dối loạn chức năng tình dục ngoài ra các bệnh lý cơ thể như là các bệnh lý thận tiết niệu cũng có thể gây ra dối loạn chức năng tình dục và một cái yếu tố sinh học mà chúng ta Uh, thường xuyên được nhắc đến đó là tuổi uh, thì um, cái dối loạn chức năng tình dục uh, nhiều dối loạn cũng tỷ lệ cũng tăng lên khi mà tuổi tăng lên uh, và khi tuổi tăng lên thì nó lại liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến những cái vấn đề nội tiết hormone hoặc là những cái bệnh cơ thể kèm theo uh, do vậy mà Uh, đôi khi là ở một người bệnh thì có nhiều nguyên nhân có thể rối loạn uh, gây rối loạn chức năng tình dục và cái những cái nguyên nhân này có thể là nguyên nhân chính nhưng mà cũng có thể là hậu quả của một số nguyên nhân khác. Uh, nhóm yếu tố thứ hai uh, liên quan đến các rối loạn chức năng tình dục đó là cái yếu tố về tâm lý tâm thần. Uh, thì uh, chúng ta được biết rằng bệnh nhân trầm cảm ức uh, chế các hoạt động tâm thần trong đó có cả các hoạt động về liên quan đến À, bản nạo hoạt động bản năng như là ăn uống tình dục à, các vấn đề về rối loạn lo âu các vấn đề liên quan đến stress à, và cái vấn đề về hình ảnh bản thân bệnh nhân có lạm dụng chất hoặc là tiền sử bị lạm dụng tình dục có các sang chấn tâm lý à, ở trong thời kỳ à, thơ ấu hoặc thời kỳ thanh thiếu niên à, cũng có thể dẫn đến đấy, vấn đề về rối loạn chức năng tình dục ở tuổi trưởng thành một số chất gây à, nghiện à, à, ví dụ như là rượu hay là methamphetamine các chất dạng amphetamin, các chất cần sa thì hoặc là một số chất như là an thần gây ngủ thì cũng có thể ảnh hưởng, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến các rối loạn chức năng tình dục. Nhóm yếu tố thứ ba rất là quan trọng yếu tố về văn hóa xã hội liên quan đến sự giáo dục, kỳ vọng, tiêu chuẩn văn hóa, ảnh hưởng của tôn giáo thì cái vấn đề này khá là rõ ràng và chúng ta đều biết đây là cái vấn đề liên quan đến văn hóa xã hội ở các khu giữa các khu vực giữa các dân tộc giữa các gọi là các nước ở châu Âu châu các nền văn hóa châu châu Âu hay nền văn hóa phương Đông thì sự khác nhau giữa các nền văn hóa yếu tố văn hóa xã hội này cũng ảnh hưởng đến mô hình bệnh lý nhất là các vấn đề về chức năng tình dục À, nhóm yếu tố thứ ba là yếu tố liên quan giữa các cá nhân như là uh, tình trạng của cái mối quan hệ hoặc là chất lượng mối quan hệ uh, giữa uh, bạn với bạn tình uh, chức năng tình dục của bạn tình cũng ảnh hưởng uh, đến các vấn đề về hoạt động tình dục như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng um, nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục nó có thể là đa nguyên nhân uh, bao gồm cả các yếu, các yếu tố về mặt cơ thể về mặt sinh học cũng như là các yếu tố về mặt tâm lý xã hội à, và chính vì cái nguyên nhân là đang nguyên nhân như thế này, do vậy mà khi à, à, tìm hiểu à, về vấn đề à, tình dục của một người bệnh, chúng ta phải khai thác à, tiền sử à, không chỉ là các vấn đề về việc à, về bệnh lý cơ thể, à, các vấn đề về nhờ, nhân khẩu xã hội học rồi à, các vấn đề về mà thuốc đang sử dụng Uh, mà còn có cả các vấn đề về liên quan đến cái vấn đề nền văn hóa uh, cũng như là các vấn đề về tâm lý uh, mối quan hệ với bạn tình uh, chứ không chỉ đơn giản là khai thác những cái thông tin từ cá nhân uh, chủ thể đến khám uh, sau đây là một số bằng chứng về di chuyển liên quan đến rối loạn chức năng tình dục và nó liên quan đến uh, cái uh, bệnh sinh của rối loạn chức năng tình dục uh, về chức năng dopamine các gen hoạt động trên receptor D2 và D4, D2 và D4 được cho là có liên quan chặt chẽ với hoạt động tình dục. D4 có liên quan đến ham muốn và hưng phấn tình dục. Thứ hai là về chức năng serotonin, thì thụ thể 5-HT2A được coi là thụ thể điều hòa tác dụng không mong muốn trên tình dục của các thuốc chống trầm cảm. Các cá thể có kiểu hình GG của gen 5-HT2A thì có nguy cơ rối loạn chức năng tình dục hơn kiểu hình GA. À, điều này cho thấy là tại sao cùng một loại thuốc nhưng mà à, những người khác nhau sử dụng khác nhau lại có người gặp tác dụng không mong muốn trên tình dục nhưng lại có người không gặp tác dụng không mong muốn này à, thì nó còn liên quan đến cả các kiểu gen à, các gen mà người à, sử dụng à, có à, về chức năng oxytocin thì có hai vị trí gen được tìm ra làm giảm hoạt động của các micro rna à MLR 708 và MLR 4456 làm tăng tín hiệu oxytocin và có liên quan đáng kể với cuồng dâm. À gen BDNF nhà, trong gen BDNF thì, à, ở vị trí valen 66m thì cũng có làm biến đổi valin ở vị trí 66 thành methionine làm tăng nguy cơ gặp rối loạn lệch lạc tình dục. À các gen như là SIM1 thì làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương đến 26%. À, như vậy chúng ta có thể thấy có những cái bằng chứng rõ ràng rằng uh, có yếu tố di truyền hay là liên quan đến gen ở những uh, bệnh nhân uh, gặp rối loạn chức năng tình dục uh, mối liên quan giữa các chất dẫn truyền thần kinh và rối loạn chức năng tình dục thì như thế nào uh, thì thứ nhất uh, chất dẫn truyền thần kinh thứ nhất đó là serotonin thì serotonin là tế bào thần kinh của các hạt nhân rap là nguồn chính để giải phóng 5 hydroxy hydroxytryptamin trong não. Các thụ thể serotonin cũng nằm ở ngoại vi của cơ thể, nơi serotonin tác động lên các cơ trơn của hệ thống mạch máu của bộ phận sinh dục để tạo ra sự co mạch và giãn mạch. À, trong hệ thống thần kinh trung ương thì 5-HT có tác dụng ức chế chức năng tình dục. À, và các nghiên cứu lâm sàng thì cũng thấy rằng à, các thuốc uh, chống trầm cảm nhóm tái uh, nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin thì làm suy giảm chức năng xuất tinh hoặc là cực khoái và thường xuyên ức chế chức năng cương dương sự bôi trơn và hứng thú tình dục à, do vậy mà chúng ta cũng thấy là ở những bệnh nhân trầm uh, cảm sử dụng uh, nhóm chống trầm cảm sri nhóm tái ức chế hấp thu chọn ức uh, chế tái hấp thu chọn lọc serotonin này thì chúng ta cũng hay gặp các uh, vấn đề về rối loạn chức năng tình dục ở những bệnh nhân sử dụng thuốc này. À, các tổn thương thử nghiệm lên một nguồn chính giải phóng 5HT tới tủy sống làm thoát ức chế phản xạ niệu đạo một số yếu một là một yếu tố trong cao trào tình dục và phản xạ cương dương đã xác nhận vai trò ức chế của serotonin à, chất dẫn truyền thần kinh thứ hai có liên quan đến cơ chế của rối loạn chức năng tình dục đó là dopamine à, tăng một lượng nhỏ dopamine ở vùng mPOA thì làm thoát ức chế phản xạ tình dục thông qua một thành viên của thụ thể D2 tăng vừa phải dopamine thì tạo điều kiện cho sự cương cứng và hành vi tình dục qua trung gian phó giao cảm dựa trên các thụ thể giống với D1 tăng một lượng lớn dopamine thông qua trung gian giao cảm thì thúc đẩy sự xuất tinh nhưng ức chế sự cương cứng à và các nghiên cứu lâm sàng thì cho thấy rằng các thuốc đồng vận dopamine như apomorphine, levodopa thì gây tăng ham muốn tình dục cũng như là gây rối loạn cương dương ngược lại thì các thuốc ăn thần kinh gây giảm cương dương và kéo dài thời gian cương dương ở nam giới gây giảm hoặc ức chế cực khoái ở nữ giới và điều này cũng giải thích do tác dụng không mong muốn của các thuốc chống loạn thần hay là các thuốc ăn thần kinh ở những bệnh nhân sử dụng thuốc này kéo dài nhất là các bệnh nhân thận thần phân liệt hoặc là những bệnh nhân điều trị bằng các thuốc chống loạn thần lâu dài Uh, cocaine thì được cho là tăng cường hoạt động của dopamine bằng cách ngăn chặn các receptor tự động tiền sinát và tăng cường sự giải phóng dopamine đã được chứng minh là tăng cường ham muốn tình dục hiệu suất tình dục cũng như là nhận thức quái cảm uh, nhóm chất dẫn chuyển thần kinh tiếp theo đó là norepinephrine thì norepinephrine chúng ta đều biết là một uh, hormone uh, liên quan đến được còn được gọi là một stress hormone mô hình hoạt động của norepinephrine thì điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của động lực với một đường cong hình trụ u ngược trong đó thì nồng độ norepinephrine tối ưu sẽ hỗ trợ mức độ hành vi tối ưu trong khi một nồng độ cao hơn thì làm gián đoạn hành vi thông qua sự tạo ra phản ứng sợ hãi uh, adrenergic đóng vai trò trong việc duy trì dương vật ở trạng thái mềm và tạo ra sự hồi phục À, các thụ thể adrenergic alpha 1 đã được tìm thấy trong mô dương vật của con người và sự ức chế các thụ thể alpha 1 thì tạo ra sự cương cứng các nghiên cứu lâm sàng thì nhận thấy rằng no epinephrine đóng vai trò hỗ trợ trong việc điều chỉnh hành vi tình dục của con người cân bằng tác động tiêu cực của 5ht đối với tình dục à, các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin thì tạo ra một loạt các tác dụng phụ trong khi thì các thuốc SNRI tức là tác dụng cả lên serotonin và noradrenaline thì có tác dụng dẫn truyền thần kinh noradrenaline đã được tìm thấy là tạo ra ít tác dụng phụ hơn trên hoạt động tình dục chất dẫn truyền tiếp theo đó là acetylcholine thì acetylcholine có liên quan đến sự cương cứng dương vật xảy ra khi các cơ trơn của vật hang thư giãn cho phép tăng lưu lượng máu vào mô dương vật vật hang ở người được kích thích bởi các dây thần kinh cholinergic và chứa các thụ thể cholinergic cho thấy hoạt động của acetylcholine nội sinh trong mô dương vật. À, và nghiên cứu lâm sàng cho thấy là tác nhân cholinergic là betanicol đã được báo cáo là có tác dụng đảo ngược các khó khăn về cương dương và xuất tinh khi dùng thuốc chống trầm cảm. À, vai trò của histamine thì như thế nào? Thì ở ngoại biên, histamine có liên quan đến sự giãn mạch dương vật, tạo ra sự cương cứng hoàn toàn hoặc một phần thông qua việc kích thích các thụ thể uh, histamine 2 và histamine 3. À, các chất đối kháng với vitamin 2 như là cymitidine à, và ranitidin thì đã được chứng minh là gây mất ham muốn và cương dương thất bại. Và kết quả này có thể một phần thứ phát là do giảm sự hấp thu testosterone. À, nhóm chất dẫn truyền tiếp theo đó là opioid thì cơ chế mà opioid ảnh hưởng đến chức năng tình dục thì hiện tại vẫn là chưa rõ ràng. Thì tuy nhiên có bằng chứng thì cho thấy sự gia tăng hoạt động của opioid làm giảm mức độ hormone lưu hành như là LH và testosterone từ đó thì sự suy giảm tình dục xảy ra như là một hậu quả à, và thực tế thì việc lạm dụng opioid dẫn đến mất tham muốn, rối loạn cương dương và không thể đạt được cực khoái à, cai nghiện opioid ở người thì được đặc trưng bởi tần suất cương cứng buổi sáng tan lên cũng như là có sự xuất tinh tự phát à, vừa rồi là vai trò của một số cái chất dẫn truyền thần kinh à, trong các rối loạn à, chức năng tình dục và một nhóm yếu tố tiếp theo rất là quan trọng có ảnh hưởng đến các vấn đề về tình dục đó là các hormone về giới tính. Thì thứ nhất là androgen. Thì ở nam giới thì sự thiếu hụt testosterone nội sinh do suy giảm nội tiết tố hoặc ở nam giới đã bị cắt tinh hoàn thì gây suy giảm nhanh và đáng kể hứng thú và hoạt động tình dục. Tuy nhiên thì testosterone không ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng cương dương cả ở nam giới suy giảm tuyến sinh dục cũng như là nam giới bình thường ở nữ giới thì ham muốn tưởng tượng và hưng vấn tình dục thì chịu tác động của androgen nhiều hơn là estradiol. những người chuyển giới nữ thành nam thì có thể dùng liệu pháp testosterone có tăng ham muốn tình dục ngược lại thì những người chuyển giới nam thành nữ thì có sự sụt giảm ham muốn do thiếu androgen Uh, hormone giới tính uh, thứ hai đó là estrogen thì estrogen thì gây ảnh hưởng trực tiếp không đáng kể đến ham muốn tình dục của nam và nữ ở nam thì estrogen ngoại sinh có thể ức chế ham muốn tình dục ở những người không kiểm soát được xung động tình dục ở nữ thì thiếu hụt estrogen ảnh hưởng gián tiếp qua việc làm giảm sự sung huyết cơ quan sinh dục sự bôi trơn và giảm biểu mô phủ âm đạo gây đau khi giao hợp uh, điều này thì cũng giải thích về các vấn đề về chức năng tình dục uh, thường gặp uh, uh, tỷ lệ cao hơn khi mà tuổi cao hơn lúc đó thì có sự sụt giảm các hormone à, nhóm hormone tiếp theo đó là progesterone thì ở nữ thì progesterone không ảnh hưởng đáng kể tới ham muốn tình dục kể cả với phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh à, ở nam giới thì không có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của progesterone với chức năng tình dục à, tiếp theo đó là hormone prolactin thì cường proactin gây giảm ham muốn tình dục ở nam và nữ, giảm proactin trong trường hợp nam bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tinh trùng uh, ít và yếu, chức năng sinh dục kém. À, và cái vấn đề liên quan đến proactin này, nó cũng giải thích cho cái vấn đề mà khi sử dụng các thuốc chống loạn thần, một số thuốc chống loạn thần có thể làm gây rối loạn về proactin, gây cường proactin do đó ảnh hưởng đến chức năng tình dục uh, của uh, bệnh nhân. Uh, tiếp theo đó là các thì cường cortisone gây trầm cảm, mất ngủ, giảm ham muốn tình dục ở nam và nữ. Uh, một uh, nhóm chất rất là quan trọng mà chúng ta biết là nó ảnh hưởng đến chức năng cương dương, đó là nitric oxide. Nitric oxide thì có nguồn gốc từ tế bào nội mô hoặc là thể hang uh, kích thích tình dục thì gây tăng tổng hợp nitric oxide ở dương vật và âm vật. Nitric oxide thì kích thích enzyme chuyển GTP thành uh, cGMP, uh, có vai trò tăng sự giãn cơ trơn của động mạch dương vật và thể hang, từ đó thì gây tăng dòng máu đến dương vật và gây cương dương. Uh, cGMP thì bị mất tác dụng bởi uh, uh, secret nucleotide phosphodiesterase isoenzyme PDE5 và nó liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng thuốc để điều trị rối loạn cương dương. Uh, sự khác nhau về thái độ tình dục giữa nam và nữ một phần là do cấu trúc giải phẫu thần kinh nội tiết khác nhau giữa nam và nữ. thì các cấu trúc não tham gia trong hoạt động tình dục thì có bốn hệ thống chính đó là hệ thống nhận thức, hệ thống tưởng thưởng, hệ thống cảm xúc và hệ thống tự trị. À, về giải phẫu chức năng tình dục thì có sự tham gia của cấu trúc vỏ não xử lý thông tin và cấu trúc dưới vỏ kích hoạt biểu hiện của cảm xúc. À, trước hết là cấu trúc vỏ não xử lý thông tin thì vỏ não hồi đai trước à, nhân đuôi hoạt động thì đáp ứng hương vấn tình dục vùng gian não thì vùng được kích hoạt đầu tiên của não bộ trong suốt quá trình cực khoái vỏ não trước chắn lưng bên thì khi bị tổn thương dẫn đến giảm ham muốn tình dục và hiệu ứng tương tự ở bệnh nhân trầm cảm và lo âu vỏ não trước chắn ổ mắt thì quyết định cái việc ghép đôi hoặc là làm tình khi bị phá hủy thì dẫn đến giảm chức năng tình dục phản ứng tương tự có thể thấy ở những bệnh nhân tiếp xúc với hoạt động tình dục lệch lạc đối với cấu trúc dưới vỏ kích hoạt biểu hiện cảm xúc thì thứ nhất là vai trò của hạch hạnh nhân và hệ limbic thì liên quan trực tiếp đến các chức năng tình dục à, kích thích điện hóa học vào vùng vách vùng não tiếp giáp giao thoa thị giác tu hải mã thể vú amidan, vùng nhân trước đồi thị thì gây cương dương hoặc là không có kích thích tình dục hồi hải mã thì quy định mùi đặc trưng và chất đánh dấu tình dục à, kích thích vùng khiu giác thì làm tăng kích thích tình dục à, các vùng não được kích hoạt bởi cảm xúc như lo lắng sợ hãi ở phụ nữ cũng giảm hoặc gần như không có hoạt động khi đặt cực quái vùng đồi thị thì chuyển tiếp các kích thích tình dục từ tùy sống đến vỏ não và ngược lại. Tích hợp các hoạt động tình dục trong suốt các giai đoạn căn hệ tình dục có vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn bạn đời. Và vùng thân não thì kiểm soát các xung động phản xạ tình dục tại tùy sống. Nhân ráp, nhân bèo, cùng cạnh tháp thì góp phần kiểm soát đám rối cùng cụt trong cực khoái thông qua serotonin. À, vai trò của hệ thần kinh thực vật đối với các rối loạn chức năng tình dục như thế nào? À, thì hệ thần kinh thực vật bao gồm hệ giao cảm và phó giao cảm. Hệ giao cảm thì dẫn truyền kích thích tâm lý gây ra xung động, trong khi hệ phó giao cảm là trung gian phản xạ cương thông qua các dây thần kinh sàn trậu để đáp ứng kích thích tại chỗ. Hoạt động của hệ thần kinh thực vật trong các rối loạn chức năng tình dục thì có sự kết hợp cả tự động và có chủ ý chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nội sinh như là vùng dưới đồi, limbic kích thích vỏ não và các yếu tố ngoại sinh như là căng thẳng hoặc là uh, tác động của các thuốc hệ uh, thần kinh thực vật thì đặc biệt uh, liên quan đến uh, sự cương cứng và cực khoái có một yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta cũng phải đề cập đến là uh, trong cái bệnh sinh của rối uh, loạn chức năng tình dục đó là vai trò của yếu tố tâm lý À, trong những năm 1960 thì người ta nhấn mạnh đến tâm lý và các tác nhân xã hội. À, trong khi giai đoạn à, những năm 90 thì nhấn mạnh đến mô hình di truyền, thần kinh và hóa học thần kinh của tình dục hơn là các yếu tố tâm lý và xã hội. À, hiện tại thì hầu hết các bác sĩ lâm sàng tin rằng sự tương tác của tất cả các yếu tố này nên được xem xét trong điều trị rối loạn chức năng tình dục. À, và thuật ngữ tâm lý tình dục thì được mô tả à, sử dụng để mô tả sự phát triển nhân cách và chức năng bị ảnh hưởng về tình dục áp dụng rộng hơn cảm xúc và hành vi tình dục tình dục thì phụ thuộc vào bốn yếu tố tâm lý tình dục liên quan đến nhau đó là bản sắc tình dục bản sắc giới tính khinh hướng tình dục và hành vi tình dục và những yếu tố này thì ảnh hưởng đến tính cách sự phát triển và chức năng tình dục à, như vậy thì chúng ta có thể thấy là à, bệnh nguyên và bệnh sinh của rối loạn chức năng tình dục là nó bao gồm đa yếu tố đa nguyên nhân và thường là sự kết hợp của tất cả các yếu tố bao gồm các yếu tố về sinh học các vấn liên quan đến các gen các dẫn các chất dẫn truyền thần kinh các vấn đề về giải phẫu chức năng sinh lý não cũng như là kết hợp của các vấn đề tâm lý xã hội ở những bệnh nhân ví dụ như là các bệnh nhân gặp các vấn đề về stress, các bệnh nhân gặp các vấn đề về trầm cảm lo âu thậm chí là các bệnh nhân gặp các vấn đề về các bệnh lý loạn thần thì đều gây ảnh hưởng đến rối loạn chức năng tình dục bên cạnh cái việc vấn đề về mắc các bệnh lý cơ thể các bệnh lý tại cơ quan sinh dục cũng như là các bệnh lý ngoài cơ quan sinh dục và chúng ta đều biết rằng là các yếu tố văn hóa xã hội À, các vấn đề về mối quan hệ giữa các cá nhân, à, giữa bạn tình à, thì đều đóng một vai trò quan trọng à, dẫn đến các tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau cũng như là các quốc gia khác nhau à, và à, cái vấn đề về tình dục thì dù ở đâu thì chúng ta cũng vẫn để cần phải được quan tâm à, khi mà khám bất cứ cái bệnh lý cơ thể nào cũng như là các rối loạn tâm thần nào à, bởi vì nó đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ uh, giữa bệnh nhân và bạn tình cũng như là hạnh phúc của gia đình uh, do vậy mà khi mà tiếp cận với bệnh nhân uh, nói chung cũng như là các bệnh nhân có vấn đề chức năng tình dục uh, nói riêng thì chúng ta cũng đều phải lưu ý đến việc chúng ta có để ý đến cái vấn đề về chức năng tình dục của bệnh nhân hay không để mà đặt ra những câu hỏi uh, cũng như là để tư vấn cho bệnh nhân bởi vì hầu như là không phải là nhiều bệnh nhân người ta đến với chúng ta vì các vấn đề tình dục uh, của họ vì các vấn đề rối loạn khó khăn trong vấn đề tình dục của họ không nhiều nhưng mà đôi khi khi mà đến với chúng ta thì chúng ta phát hiện các vấn đề mà bệnh lý đồng mắc uh, hoặc là có thể những cái vấn đề về chức năng tình dục là vấn đề chính mới uh, dẫn đến các rối loạn uh, tâm thần khác cũng như là các bệnh lý về cơ thể khác ở bệnh nhân À, và bài trình bày à, của tôi về cái vấn đề khái niệm dịch tễ à, cơ chế bệnh sinh bệnh nguyên của các rối loạn chức năng tình dục thì đây là hết à, các anh chị có câu hỏi à, liên quan đến bài giảng à, này thì có thể đặt câu hỏi trong phần chat. <laughs> Vâng, kính chào các anh chị em học viên. Thì tiếp theo cái bài trình bày về rối loạn chức năng tình dục. Thì tiếp theo bài trình bày của tiến sĩ Mai. Thì tôi xin trình bày tiếp. Nội dung về các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chức năng tình dục thường gặp. và xin giới thiệu anh chị học viên tôi là bác sĩ Bùi Văn Lợi, hiện đang công tác tại phòng điều trị rối loạn liên quan stress và sức khỏe tình dục của Viện Sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai. Vâng, theo như nội dung của bài thì hôm nay gồm có hai phần chính. Thứ nhất là triệu chứng và chẩn đoán. Thứ hai là điều trị và quản lý các rối loạn chức năng tình dục thường gặp. Vâng, thì đầu tiên là về khái niệm, định nghĩa của rối loạn chức năng tình dục thì như tiến sĩ Mai cũng đã trình bày thì nó có nhiều cái là quan niệm hay là nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng dối loạn chức năng tình dục là bất kỳ những cái bất thường nào ở trong chu kỳ hoạt động tình dục hoặc là có những cái hiện tượng đau khó chịu ở trong cái quá trình hoạt động tình dục Thì chúng ta để hiểu được về các dối loạn thì chúng ta cần phải nắm được lại các chu kỳ của đáp ứng tình dục hay là một chu kỳ của hoạt động tình dục thì có nhiều cách phân chia khác nhau có thể phân chia thành 4 hoặc 5 giai đoạn tại vì giai đoạn cao nguyên nó là giai đoạn ổn định thì có thể là trung gian ở giữa giai đoạn kích thích và giai đoạn cực khoái thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ham muốn giai đoạn thứ hai là giai đoạn kích thích trong đó thì có cái giai đoạn ổn định tức là pha cao nguyên tiếp theo là giai đoạn cực khoái và cuối cùng là giai đoạn thoái trào thì các giai đoạn này nó không phải là riêng lẻ với nhau mà nó có thể là trùng lấp với nhau và những cái điểm bắt đầu khởi đầu hay là điểm kết thúc thì nhiều khi là không rõ ràng Vâng thì chúng ta thấy rằng ở mỗi tùy theo từng cái giai đoạn của chu kỳ hoạt động tình dục thì sẽ có những cái rối loạn chức năng tình dục đặc trưng. Ví dụ như là ở trong giai đoạn ham muốn thì có thể là có rối loạn giảm ham muốn hoặc là dối chứng ghét sợ tình dục. Còn ở trong giai đoạn kích thích thì ở nam giới thì có thể gặp các rối loạn cương và ở nữ giới là vấn đề về rối loạn về kích thích. Ở trong giai đoạn cực khoái thì có thể gặp những cái vấn đề dối loạn cực khoái ở cả nam và nữ giới trong đó thì ở nam giới thì có thể là có dối loạn xuất tinh sớm bên cạnh đó thì còn chúng ta đề cập đến vấn đề đau khi giao hợp thì có thể có các vấn đề như là đau khi giao hợp thì cái này thì hay gặp ở nữ giới hơn và có thể gặp chứng co thắt âm đạo ở nữ giới vâng thì chúng ta để hiểu được bản chất của các dối loạn chức năng tình dục thì chúng ta cần nắm được các yếu tố liên quan tới các rối loạn chức năng tình dục này thì như trình bài đại cương trước của tiến sĩ mai thì chúng ta đề cập tới bốn nhóm yếu tố thứ nhất là yếu tố sinh học thì chúng ta thấy là các vấn đề về hormone này hay là sinh học thần kinh này hay là vấn đề những cái thuốc yếu tố gen tình trạng cơ thể hay là liên quan tới tuổi thì nó có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của mỗi người nhóm yếu tố thứ hai là nhóm yếu tố tâm lý thì chúng ta thấy các vấn đề về sức khỏe tâm thần như là đặc biệt là các dối loạn liên quan stress như là trầm cảm lo âu hoặc là những cái vấn đề liên quan tới lạm dụng chất tác động tâm thần tiền sử bị lạm dụng tình dục thì nó cũng có thể liên quan đến việc gọi là khởi phát và phát sinh các dối loạn chức năng tình dục nhóm thứ ba là yếu tố về văn hóa xã hội như là sự giáo dục kỳ vọng và tiêu chuẩn văn hóa hay là ảnh hưởng của tôn giáo và tín ngưỡng thì nó có thể ảnh hưởng đến các dối loạn chức năng tình dục và nhóm thứ tư là yếu tố giữa các cá nhân thì tình trạng mối quan hệ chất lượng chức năng tình dục của bạn tình hay là những cái stress ở trong mối quan hệ giữa các cá nhân ở trong công việc thì cũng có thể ảnh hưởng thì vâng chúng ta điểm lại cái cơ chế bệnh sinh của các rối loạn chức năng tình dục thì ở đây là một số chất dẫn truyền thần kinh thì chúng ta thấy ở đây là có serotonin thì là uh, nó có vai trò hầu như ức chế ở trong các giai đoạn của chu kỳ hoạt động tình dục trong khi dopamine và no EPA -ep free thì nó lại có kích tác dụng là uh, kích thích hoặc là uh, tăng nhạy cảm đối với hoặc là tăng ham muốn của trong chu kỳ hoạt động tình dục. Còn thì phân loại các rối loạn chức năng tình dục. Hiện tại thì có hai hệ thống phân loại chính đang được sử dụng trên thế giới đó là ICD 10 của tổ chức y tế thế giới và DSM 5 của hiệp hội Tân, tâm thần học Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có khá là khá là có sự tương đồng giữa hai hệ thống phân loại này thì nó sẽ phân theo những cái bất thường ở các giai đoạn của chu kỳ hoạt động của chu kỳ hoạt động tình dục. Tuy nhiên, ở trong DSM 5 thì nó có một điểm mới đó là rối loạn chức năng tình dục do chất và các thuốc hoặc là tình trạng bệnh lý cơ thể thì cũng được xếp lại vào đây, trong khi là ở trong ICD 10 thì chỉ đề cập tới những cái rối loạn chức năng tình dục mà không do bệnh lý thực tổn. Vâng thì để chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ đi vào gọi là các nhóm triệu chứng lâm sàng của các rối loạn chức năng tình dục này. Đầu tiên là thiếu hoặc mất ham muốn tình dục ở pha đầu tiên của chu kỳ hoạt động tình dục thì các triệu chứng mất ham muốn tình dục sẽ là vấn đề chính và nó không phải là thứ phát sau các khó khăn về tình dục khác và không loại trừ được thích thú hoặc hưng phấn tình dục nhưng mà nó làm cho sự khởi đầu của hoạt động tình dục thì ít có khả năng thực hiện thì trong cái thiếu hoặc mất ham muốn tình dục này thì thường có các rối loạn tình dục phụ đi kèm hoặc là đồng diễn nó có thể nằm trong bệnh cảnh của các rối loạn tâm thần như là tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc là các bệnh lý cơ thể khác như là đái tháo đường, suy giáp, bệnh Addison, bệnh cơ sinh hoặc là những cái tổn thương ở não hoặc là nhờ tình trạng sinh lý như là tình trạng mãn kinh, các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý cơ thể đột quỵ hoặc là nhiễm một số virus và thiếu hoặc mất ham muốn tình dục này nó có thể do việc sử dụng nhiều thuốc khác nhau như chúng ta đã đề cập nhóm thuốc hay được nói đến nhất đó là thuốc chống trầm cảm với việc tác dụng ở trên tăng hoạt động của hệ serotonin thì các nhóm thuốc chống trầm cảm như, như là kể cả email uh, chống nhóm chống trầm cảm cảm ba vòng hay là nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin thì cũng đều được nhắc tới nhiều bên cạnh đó thì thuốc chống loạn thần thì cũng có thể là gây nên giảm ham muốn tình dục vì nó thông qua cơ chế là nó ức chế dopamine nó giảm hoạt động của hệ dopamine và bên cạnh đó thì còn có tác dụng tăng tiết prolactin và các tác dụng khác bằng thì cơ chế của thiếu hoặc mất ham muốn tình dục này thì chúng ta đề cập tới việc giảm của nồng độ nội tiết tố nam testosterone thì cái hai chất trung gian sinh học quan trọng của ham muốn tình dục là dopamine và prolactin thì cái này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động của testosterone thì dopamine và prolactin nên thì cơ chế thì đã được nói đến ở trong bài trình bày trước của tiến sĩ Mai thì chúng ta thấy rằng các loại thuốc làm tăng giải phóng prolactin hoặc ức chế giải phóng dopamine để có thể làm giảm ham muốn tình dục cùng với các tác dụng phụ về tình dục khác. Nhóm triệu chứng tiếp theo là thất bại trong đáp ứng tình dục thì ở nam giới thì vấn đề chủ yếu là rối loạn chức năng cương dương, nghĩa là khó xuất hiện hoặc duy trì cương dương thích hợp để giao hợp được thỏa mãn. Còn ở phụ nữ thì vấn đề chính là khô âm đạo và giảm hoặc là không tiết dịch. Thì nguyên nhân thì cũng vẫn có hai nhóm nguyên nhân chính đó là do nguyên nhân tâm lý hoặc là do bệnh lý như là nhiễm trùng hoặc là thiếu hụt estrogen đặc biệt là ở đứa tuổi sau mãn kinh thì ở đây thì chúng ta thấy là tỷ lệ của rối loạn cương dương nó sẽ tăng dần theo lứa tuổi và nó tăng tăng ở trong chúng ta thấy là có một tỷ lệ rất là cao là bị các vấn đề về bệnh lý cơ thể như là bệnh lý tim mạch hay là các vấn đề về rối loạn chuyển hóa đường hay là rối loạn chuyển hóa lipid bản thị yếu tố nguy cơ một số yếu tố nguy cơ của rối loạn cương dương nhắc tới nhiều như là béo phì hút thuốc, bệnh mạng tính kèm theo như là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, sơ cứng bì, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc là những cái vấn đề về, về vấn đề về sức khỏe tâm thần trong rối loạn giấc ngủ. Còn yếu tố bảo vệ của của chức năng cương dương là vấn đề tập thể dục đều đều đặn hoặc là có một tình trạng sức khỏe sung tốt, không có các bệnh lý mạng tính thì người ta thấy rằng ở người béo phì mà giảm cân, tăng cường độ luyện tập thể chất thì giúp cải thiện chức năng cương dương ở trên 30% số bệnh nhân. Tiếp theo là về loạn chức năng khoái dục thì kho ở đây triệu chứng nó là khoái cảm hoặc không xảy ra hoặc xảy ra rất là chậm. Thì cái này thì phổ biến hơn ở nữ giới so với nam giới. Thì ở nam thì thường không không thường gặp và thường biểu hiện ở dạng là xuất tinh chậm thì cũng như cũng do như các nhóm triệu chứng khác thì nó là hai nhóm nguyên nhân chính là nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân sinh học thì chúng ta thấy là nữ là hay gặp hơn và thường đây là một rối loạn hay gặp ở nữ giới chỉ sau việc suy giảm ham muốn tình dục và nguyên nhân thì có hai nhóm nguyên nhân chính là nguyên nhân sinh học và nguyên nhân tâm lý mà như tôi đã trình bày ở trên thì các nhóm nguyên nhân sinh học như là vấn đề về gen hoặc là các vấn đề bệnh cơ thể bệnh lý tâm thần hay là việc sử dụng thuốc và thay đổi hormone ở thời kỳ sau mãn kinh còn một số nguyên nhân tâm lý có thể gặp như là mâu thuẫn trong hôn nhân căng thẳng gia đình hay là một số yếu tố về tâm lý như là mặc cảm về cơ thể và bộ phận sinh dục ngoài và kết nối không hòa hợp giữa các cá nhân và triệu chứng rối loạn chức năng tình dục tiếp theo mà chúng ta cũng được nghe tới tương đối nhiều đó là phóng tinh sớm hay là xuất tinh sớm ở đây triệu chứng của nó là mất khả năng kiểm soát phóng tinh vừa đủ để cả hai người đều thỏa mãn với hoạt động tình dục thì cái này nó có thể xảy ra việc phóng tinh ngay sau khi mà dương vật xâm nhập vào âm đạo hoặc trong những cái trường hợp nặng hay là trầm trọng thì nó có thể phóng tinh có thể xảy ra trước khi mà dương vật xâm nhập vào âm đạo hoặc là uh, xuất tinh khi mà chưa có hiện tượng uh, cường dương vật thì ở một ở trên một cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà phóng tinh sớm ở nam giới ở khu vực Đông Nam Á thì chiếm một tỷ lệ tương đối cao khi mà so sánh với các vùng khác Ở đây chiếm tới 30%. Vâng thì người ta thấy là cơ chế của phóng tinh sớm thì là sự suy yếu của tình dục nam giới được gắn cho các neuron của hệ thống serotonergic ở nhân rap trung gian có chức năng ức chế trong giai đoạn không chịu kích thích giữa các lần xuất tinh và nồng độ serotonin tăng lên trong não ở người và chuột thì làm tăng ngưỡng xuất tinh và việc kích hoạt không chọn lọc các thụ thể serotonin dẫn đến sự kéo dài phụ thuộc liều của thời gian trễ xuất tinh lên xuất tinh thì cái này thì sẽ ứng dụng ở trong việc mà điều trị sử dụng các thuốc tác dụng lên hệ serotonin ở trong việc điều trị xuất tinh sớm Vâng, triệu chứng tiếp theo là đau khi giao hợp Thì cái này có thể xảy ra ở cả nam và nữ Tuy nhiên là tỷ lệ ở nữ giới thì chúng ta thấy là cao hơn nam giới tương đối rõ rệt Và chúng ta gọi là chẩn đoán đau khi giao hợp chỉ khi mà không có rối loạn chức năng tình dục nguyên phát khác Ví dụ như là có thắt hay là khô âm đạo Nhóm triệu chứng tiếp theo là các rối loạn chức năng tình dục do thuốc và các chất khác Thì chúng ta thấy là có thể gặp các triệu chứng về mặt số loạn chức năng tình dục liên quan tới việc sử dụng các thuốc và các chất thì ở đây một số thuốc và chất được nói tới nhiều đầu tiên là các thuốc mà điều trị ở trong các bệnh lý tim mạch đặc biệt là các thuốc liên quan đến việc hạ huyết áp như là nhóm methindopa clonidin hay là propanolol và một nhóm lợi tiểu nhóm thiazid thì những cái này thì nó sẽ tác dụng lên ảnh hưởng lên mạch máu và thường là ảnh hưởng đến các rối loạn chức năng cương dương cũng như là ảnh hưởng tới ham muốn bên cạnh đó một số hormone như là uh, corticoid corticosteroid hay là estrogen thì cũng có thể ảnh hưởng đến các giai đoạn khác nhau của hoạt động tình dục và chúng ta quan tâm tới các thuốc hướng thần thì đây các thuốc chống trầm cảm chúng như cảm ba vòng hay là SSRI hay là email thì cũng đều ảnh hưởng lên các giai đoạn của uh, hoạt động tình dục và một số thuốc chống loạn thần đặc biệt là những cái thuốc chống loạn thần thế hệ cũ như là haloperidol hay là clopromarzin thì nó ảnh hưởng tương đối nhiều liên quan đến tới việc gọi là chuyện uh, dopamine ở các vùng não liên quan tới chức năng tình dục cũng như là việc tăng tiết prolactin ngoài ra việc sử dụng một lạm dụng các chất tác động tâm thần như bài trình bày về đại cương của Tiến sĩ Mai như là rượu, opioid hay là cocaine thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục tùy theo từng trường hợp. Bằng, tiếp theo là các bệnh cơ thể thì có thể liên quan tới rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta thấy là rất là nhiều bệnh lý cơ thể có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng tình dục đúng không ạ như là các bệnh lý nội tiết thì cả uh, suy giáp hay là cường giáp cũng như là bệnh tiểu đường hay là các bệnh lý tuyến thượng thận, các bệnh lý về mặt về tim mạch như là uh, tăng huyết áp hay là đột quỵ hay là uh, sơ vữa mạch, các bệnh lý về mặt thần kinh, tổn thương tủy sống hay là cái tổn thương uh, thần kinh do đái tháo đường hoặc là các bệnh lý đa sơ cứng hay là các bệnh lý tại cơ quan sinh dục như là các tổn thương hay là bệnh tổn thương vào cơ quan sinh dục hay là phỉ đại tiến tiền liệt hay là bệnh bệnh lý dương vật như là bệnh uh, Peyronie. Ngoài ra các bệnh lý hệ thống khác thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của của, của mỗi người. Thì chúng ta thấy là ở trong những cái bệnh lý cơ thể có thể nó ảnh hưởng trực tiếp theo uh, cơ chế gọi là cơ chế bệnh sinh của bệnh lý này và bên cạnh đó thì khi mà mắc một bệnh lý cơ thể thì những cái yếu tố tâm lý, yếu tố stress thì cũng không thể không không xuất hiện. Vâng, thì đấy là về các triệu chứng của các rối loạn chức năng tình dục thì um, chúng ta dựa vào các hệ thống chẩn đoán thì sẽ có những cái rối loạn chức năng tình dục cụ thể. Đầu tiên là rối loạn ham muốn tình dục ở nam giới thì ở trong uh, DSM5 thì người ta sẽ phân thành những cái rối loạn chức năng tình dục ở nam hay là ở nữ hay là những cái rối loạn nào thì chung cho cả hai giới, còn trong khi ở uh, ICD10 thì sẽ là chỉ có những cái rối loạn chức năng tình dục chung thì có cái thì chỉ xuất hiện ở nam và có những cái rối loạn chức năng tình dục thì chỉ xuất hiện ở nữ. Đầu tiên là rối loạn ham muốn tình dục nam giới thì tiêu chuẩn chẩn đoán là thiếu hụt hoặc là không có những cái suy nghĩ hoặc tưởng tượng tình dục hoặc khiêu dâm cái này thì có thể là thiếu hụt suy giảm hoặc là có khi là trong những cái trường hợp nặng này có thể là vắng mặt thì đánh giá việc sự thiếu hụt này được đưa ra bởi những bác sĩ lâm sàng bác sĩ tâm thần có tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tình tình dục ví dụ như là chúng ta phải xem xét đến môi trường văn hóa hay là những cái yếu tố về mặt uh, tuổi tác thứ hai là tiêu chuẩn về mặt thời gian thì những cái tiêu chí này không phải chỉ xuất hiện một vài lần mà phải xuất hiện ở trong thời gian tối thiểu ít nhất là 6 tháng và những cái tiêu chuẩn chung cho một rối loạn rối loạn tâm thần bất kỳ ở trong ICD cũng như là ở trong DSM đó là các triệu chứng này phải gây ra những cái suy giảm chức năng tức là gây ra những cái đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng ở các cá nhân và những triệu chứng uh, cuối cùng đó là những cái rối loạn chức năng tình dục này không được giải thích bởi những cái rối loạn tâm thần khác mà không phải là rối loạn chức năng tình dục hoặc là nó cũng không phải là hậu quả của ấy. những cái rối loạn tâm thần hay là tình trạng stress căng thẳng quá mức hoặc là do liên quan tới những cái vấn đề về thuốc hay là vấn đề về chất hoặc là một bệnh lý cơ thể nào. Rối loạn thứ hai tiêu chuẩn chẩn đoán thứ hai là rối loạn hứng thú và kích thích tình dục ở phụ nữ thì tiêu chuẩn đầu tiên là thiếu hoặc giảm đáng kể hứng thú hoặc hưng phấn tình dục được biểu hiện bằng ít nhất 3 trong số những cái triệu chứng sau đây, ví dụ như là vắng mặt hoặc giảm hứng thú với hoạt động tình dục, vắng mặt, giảm suy nghĩ hoặc tưởng tượng tình dục khiêu dâm, giảm việc bắt đầu hoạt động tình dục và thường không chấp nhận đối tác mà bạn cố gắng bắt đầu, giảm hưng phấn tình dục, khoái cảm khi hoạt động tình dục trong hầu hết tất cả những cái lần gặp gỡ tình dục hoặc là vắng mặt giảm hứng thú giảm kích thích tình dục để đáp ứng với bất kỳ tín hiệu tình dục nào có thể bên trong hoặc bên ngoài có thể bằng văn bản lời nói hay là bằng hình ảnh tưởng tượng và cuối cùng là không có hoặc giảm cảm giác của bộ phận sinh dục trong hoạt động tình dục trong hầu hết hoặc tất cả những cái lần những cái lần hoặc là những cái tình huống tình dục và những cái tiêu chuẩn sau thì cũng chung cho các dối loạn khác Đó là thời gian tối thiểu là phải 6 tháng và gây ra đau khổ và đảm bảo các tiêu chuẩn về loại trừ. Vâng. Tiêu chuẩn chẩn đoán thứ ba là rối loạn cương dương. Đầu tiêu tiêu chuẩn đầu tiên là ít nhất một trong ba triệu chứng sau đây phải trải qua trong hầu hết hoặc là tất cả những cái lần hoạt động tình dục. Đó là khó khăn trong việc có được sự cương cứng trong hoạt động tình dục. Thứ hai là khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng cho đến khi hoàn thành hoạt động tình dục. À, cuối cùng là dấu hiệu giảm độ cứng cương cứng của dương vật và những cái tiêu chuẩn chung cũng tương tự như hai rối loạn trên. Tiếp theo là rối loạn cực khoái ở nữ giới thì tiêu chuẩn là hiện diện của một trong các triệu chứng sau đây và có trải nghiệm trong hầu hết hoặc tất cả các lần hoạt động tình dục. Thứ nhất là dấu hiệu chậm trễ hoặc là không thường xuyên hoặc là không vắng mặt của cực khoái. Thứ hai là giảm đáng kể cường độ của cảm giác cực khoái và các tiêu chuẩn về thời gian như trên 6 tháng gây ra ảnh hưởng về mặt suy giảm chức năng cá nhân và những cái tiêu chuẩn loại trừ thì cũng phải được đảm bảo thì dối loạn cực khoái ở nữ này cũng giống như là các dối loạn chức năng tình dục khác thì người ta có thể là phân loại biệt định xem nó là dối loạn cái này là chọn đời tức là cái này là bắt đầu từ khi mà có lần hoạt động tình dục đầu tiên hay là mắc phải tức là sau một thời gian đầu là hoạt động chức năng tình dục bình thường sau đó thì mới có gặp những cái hiện tượng về bất thường chức năng tình dục này cái thứ hai là người ta có thể phân theo hoàn cảnh đó là phổ quát hay là hay còn gọi là lan tỏa là nó không giới hạn ở một số loại kích thích hay là tình huống hay hoặc là đối tác hoặc là trường hợp thứ hai là chỉ xảy ra ở một số tình huống cụ thể như là chỉ xảy ra với một số loại kích thích tình huống hay là một số đối tác nhất định thì xác định mức độ nặng nhẹ của rối loạn chức năng tình dục thì người ta phân thành các mức độ ở trên lâm sàng phân thành mức độ nhẹ trung bình và nặng nhẹ là có bằng chứng đau khổ nhẹ về các triệu chứng trong tiêu chí a và thường là những người này là có thể duy trì được một mức độ tương đối các hoạt động bình thường còn ở mức độ trung bình là bằng chứng đau khổ vừa phải về triệu chứng trong tiêu chí a và mức độ nặng là bằng chứng đau khổ nghiêm trọng hoặc là cực đan này các triệu chứng trong tiêu chí đầu tiên. Vâng, tiếp theo là về rối loạn xuất tinh. Tiêu chuẩn chẩn đoán xuất tinh thì không chỉ có xuất tinh sớm mà có để có trường hợp là xuất tinh muộn hay là chậm xuất tinh. thì tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn để chẩn đoán là một trong hai triệu chứng sau đây phải được trải nghiệm trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp hoạt động tình dục và không có sự chậm trễ do mong muốn của cá nhân Thứ nhất là dấu hiệu sự chậm trễ trong xuất tinh, thứ hai là dấu hiệu không thường xuyên hoặc có khi là những cái có nhiều trường hợp là không xuất tinh được. Và các triệu chứng này cũng diễn ra tối thiểu 6 tháng và gây ra những đau khổ và loại trừ được những cái nguyên nhân do bệnh cơ thể, do sử dụng chất thuốc hoặc là do các rối loạn tâm thần khác. Vâng, đi uh, tiêu chuẩn của chẩn đoán rối loạn xuất tinh sớm thì cái này chúng ta thấy khá là quen thuộc đúng không ạ? Là, đây là một kiểu xuất tinh dai dẳng hoặc tái phát xảy ra trong quá trình hoạt động tình dục của đối tác trong cái thời gian này thì nó cũng tương đối thôi nhưng mà người ta đánh giá là trong vòng khoảng một phút sau khi thâm nhập vào âm đạo và trước khi cá nhân muốn điều đó thì chúng ta cần phải lưu ý là mặc dù chẩn đoán xuất tinh sớm có thể được áp dụng cho các cá nhân tham gia vào các hoạt động tình dục không quan hệ tình dục tiêu chí thời gian cụ thể thì chưa được thiết lập cho các, cho cái mục này và cái tiêu chuẩn về thời gian là kéo dài cũng phải ít nhất 6 tháng chứ không phải là chỉ một vài lần và gây ra những cái ảnh hưởng hậu quả về mặt cá nhân và những cái tiêu chuẩn lại trừ thì chúng ta cần phải được đáp ứng. Vâng, tiêu chuẩn chuẩn đoán rối loạn đau khi giao hợp không thực tổn thì tiêu chuẩn về triệu chứng là khó khăn kéo dài hoặc tái phát với một hoặc nhiều những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là đau vùng âm đạo khi giao hợp Thứ hai là dấu hiệu đau âm đạo hoặc cùng chậu trong khi sao hợp âm đạo hoặc cố gắng xâm nhập. Rồi thứ ba là dấu hiệu uh, sợ hãi hoặc lo lắng về đau âm hộ hoặc đau vùng chậu khi dự đoán trong hoặc do hậu quả của việc xâm nhập âm đạo. Và dấu hiệu thứ tư là dấu hiệu căng hoặc thắt chặt cơ sàn chậu trong khi cố gắng xâm nhập vào âm đạo và nó cũng đảm bảo các đặc điểm về tiêu chuẩn về thời gian và tiêu chuẩn về mặt hậu quả và tiêu chuẩn về mặt loại trừ của các rối loạn chức năng tình dục khác. Bằng chúng ta tiếp theo là về rối loạn chức năng tình dục do chất và thuốc gây ra. Đây là một điểm mới ở trong DSM 5 so với ở trong ICD 10. Thì đầu tiên là về tiêu chuẩn chuẩn đoán. Thì thứ nhất là tiêu chuẩn A là một rối loạn có ý nghĩa lâm sàng trong chức năng tình dục là chủ yếu trong hình ảnh lâm sàng, tức là những cái gọi là vấn đề về bất thường rối loạn về chức năng tình dục này nó phải nổi bật cái thứ hai là có bằng chứng từ bệnh sử, khám thực thể hoặc xét nghiệm của cả hai của cả hai tiêu chí sau. Thứ nhất là các triệu chứng trong tiêu chí A được phát triển trong hoặc ngay sau khi nhiễm độc hoặc cai thuốc hoặc chất hoặc sau khi tiếp xúc với thuốc hoặc chất. Thứ hai, tiêu chí thứ hai là chất hoặc thuốc liên quan thì nó phải có khả năng tạo ra các triệu chứng ở trong tiêu chí a à, chúng ta không thể gọi là khi mà sử dụng một thuốc bất kỳ mà khi mà có rối loạn chức năng tình dục mà chúng ta lại quy cho là rối loạn chức năng tình dục là do cái thuốc hay là chất đó được mà nó phải có khả năng tạo ra những cái triệu chứng đó tiêu chuẩn tiếp theo là sự xáo trộn không được giải thích tốt hơn bởi rối loạn chức năng tình dục mà không phải do chất do thuốc gây ra và bằng chứng về rối loạn chức năng tình dục độc lập có thể bao gồm các triệu chứng trước khi bắt đầu sử dụng chất hoặc thuốc thì những cái này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc là phải loại trừ hoặc là các triệu chứng tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể khi mà sau một thời gian mà ngừng thuốc rồi thì qua cái gọi là thời gian mà tác dụng dược lý của thuốc một thời gian tương đối lâu mà vẫn xuất hiện những cái triệu chứng đấy thì chúng ta cũng phải cân nhắc và loại trừ hoặc là có bằng chứng cho sự, thấy sự tồn tại của rối loạn chức năng tình dục mà không phải là do thuốc do chất gây ra tiêu chí tiếp theo là sự xáo trộn không chỉ xảy ra trong quá trình mê sảng tiêu chí tiếp là sự xáo trộn gây ra đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng ở cá nhân thì cái này thì chúng ta cũng như phân chia biệt định thành các mức độ nhẹ trung bình và nặng thì mức độ nhẹ là xảy ra ở từ 25 đến 50 lần hoạt động tình dục còn trung bình là xảy ra ở 50 đến 75 các lần hoạt động tình dục còn nặng là xảy ra ở hầu hết các lần hoạt động tình dục tuần thì chúng ta đi tới một số chất và thuốc hay gây ra rối loạn chức năng tình dục chúng ta thấy là khoảng khoảng 25 khoảng đến 80 phần trăm cá nhân sử dụng thuốc ức chế monoamin oxidase đây là một số thuốc chống trầm cảm cổ điển hoặc là thuốc chống trầm cảm ba vòng thuốc chống trầm cảm SSRI và thuốc chống trầm cảm SNRI kết hợp báo cáo các tác dụng phụ về mặt tình dục và chủ yếu là các rối loạn chức năng tình dục. Khoảng 50% cá nhân sử dụng thuốc chống loạn thần sẽ gặp các tác dụng phụ về tình dục, các tác dụng không mong muốn bao gồm các vấn đề về giảm ham muốn tình dục, các vấn đề về rối loạn cương dương hay là những cái vấn đề bôi trơn, xuất tinh hay là vấn đề rối loạn cực khoái. Tỷ lệ mắc các vấn đề tình dục xuất hiện liên quan đến lạm dụng chất xuất hiện cao hơn ở những người lạm dụng heroin so với những người lạm dụng amphetamin hoặc là MDMA thì cái cơ chế liên quan tới heroin và amphetamin cũng như là cocaine thì như ở trong bài trình bày của tiến sĩ Mai đã trình bày thì lạm dụng rượu mãn tính và lạm dụng nicotine mãn tính có thể liên quan tới đến tỷ lệ cao hơn các vấn đề về cương dương thì chúng ta cần phải lưu ý điểm này một số quan điểm như là việc sử dụng rượu hay là sử dụng thuốc lá đặc biệt là sử dụng rượu thì quan điểm là bảo là nâng cao về khả năng quan hệ tình dục hay là nâng cao về sức khỏe tình dục thì cái này thì nó là không phải là chỉ tăng cái hưng phấn giả tạo thôi tuy nhiên là nó khi mà sử dụng lâu dài thì nó có thậm chí là giảm hưng phấn giảm ham muốn và những cái vấn đề về liên quan tới rối loạn cương dương hay là vấn đề xuất tinh những vấn đề rối loạn chức năng tình dục khác thì nó được báo cáo là tương đối rõ ràng À, còn à, tiến triển của rối loạn chức năng tình dục do chất và thuốc gây ra thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là khi mà sử dụng những cái thuốc chống trầm cảm thì các triệu chứng về rối loạn chức năng tình dục có thể xảy ra trong khoảng một tuần đầu tiên sau khi sử dụng. Và khoảng 30% cá nhân bị chậm cực khoái nhẹ đến trung bình sẽ trải qua sự thuyên giảm tự phát trong khoảng thời gian là 6 tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì cái triệu chứng này nó sẽ kéo dài hơn thời điểm bắt đầu rối loạn chức năng tình dục của một số nhóm thuốc như chống loạn thần hay là uh, một số lạm dụng một số thuốc khác thì có thể là chưa được biết đến rõ ràng có thể các tác dụng phụ của nicotine và rượu thì có thể không xuất hiện cho đến sau nhiều năm sử dụng xuất tinh sớm thì đôi khi có thể xảy ra sau khi ngừng sử dụng opioid có một số bằng chứng cho thấy rằng rối loạn chức năng tình dục liên quan đến việc sử dụng chất và thuốc thì nó sẽ tăng dần theo tuổi vâng thì tổng quát lại một số uh, chẩn đoán của một số rối loạn chức năng tình dục theo ICD-10 thì tôi xin được lướt qua như là uh, theo ICD-10 là rối loạn chức năng tình dục không thực không do rối loạn hoặc bệnh lý thực tổn bao gồm thứ nhất là F52.0 là thiếu hoặc mất ham muốn tình dục thì cái này thì sẽ không loại trừ được thích thú và ham muốn tình dục nhưng nó làm cho sự khởi đầu hoạt động tình dục trở nên khó khăn F5 2.1 là ghét sợ và thiếu thích thú tình dục Cái này thì hay gặp ở nữ giới hơn Thất bại trong đáp ứng tình dục Thì ở nam là rối loạn cương dương Và ở nữ là vấn đề khô âm đạo và không tiết dịch Và loạn chức năng cực khoái Thì cái này thì cũng dễ xảy ra Ở tỷ lệ ở nữ giới thì cũng cao hơn Còn phóng tinh sớm thì tất nhiên là đây là chỉ xảy ra ở nam giới mất khả năng kiểm tra phóng tinh vừa đủ để cả hai người đồng hành cùng thích thú ở trong hoạt động tình dục thì chúng ta cũng biết là cái rối loạn chức năng tình dục này tiêu chí thì không phải chỉ là chủ thể mà chúng ta cần phải xét đến cái sự không hài lòng hay là sự đau khổ khó chịu của của người bạn tình sinh hoạt tình dục cùng Vâng, có thắt âm đạo không thực tổn ở nữ giới đau khi giao hợp không thực tổn thì xảy ra cả nam và nữ tuy nhiên là nữ giới thì cao hơn xu hướng tình dục quá mức thì hay còn gọi là cuồng dâm thì cái này thì thường xảy ra ở nam giới nhiều hơn vâng thì so sánh phân loại chẩn đoán của ICD10 và DSM5 về rối loạn tình dục thì chúng ta cần biết là rối loạn tình dục thì nó không chỉ bao gồm rối loạn chức năng tình dục mà nó còn có thể là rối loạn phân định giới tính hoặc là những cái rối loạn ưa chuộng giới tính thì cái đấy thì trong bài ngày hôm nay thì xin phép không trình bày như là ở trong phần rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta thấy là sẽ chia theo cái sexual cycle này, tức là sẽ chia theo các chu kỳ hoạt động tình dục thì sẽ có các rối loạn chức năng tình dục khác nhau thì chúng ta sẽ như thế thì sẽ nhớ rất là dễ và ở trong uh, tùy theo từng giới thì sẽ có những cái rối loạn chức năng tình dục đặc trưng. Và đặc biệt là ở trong ở uh, 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 trong DSM 5 thì đã đưa vào rối loạn chức năng tình dục do thuốc hoặc là do bệnh cơ thể. Thì vào đây là một mã để chúng ta chẩn đoán bằng thì để đưa ra một chẩn đoán về tâm thần nói chung như là chẩn đoán một dối loạn chức năng tình dục nói riêng thì chúng ta cần phải có quá trình hỏi bệnh hỏi bệnh sử là chi tiết bên cạnh đó là việc là thăm khám lâm sàng cẩn thận tỉ mỉ và cần có sự hỗ trợ của những cái cận lâm sàng thì một số cận lâm sàng có thể được sử dụng ở trong việc đánh giá rối loạn chức năng tình dục từ đó đưa ra những cái chẩn đoán chính xác như là ở như là đánh giá nội tiết tố nam hoặc là các hormone ở hướng sinh dục như là FSH, LH hay là prolactin, ngoài ra là hormone tuyến giáp. Bên cạnh đó thì việc đánh giá đường máu hay là lipid máu, chức năng gan thận thì cũng rất là quan trọng. Như chúng ta biết là nhiều bệnh lý cơ thể thì có thể ảnh hưởng tới, có thể là nguy cơ để phát sinh ra các rối loạn chức năng tình dục khác nhau thì ngày nay thì một số xét nghiệm chuyên sâu hơn như là xét nghiệm gen hay là đánh giá một số chất dẫn truyền thần kinh thì cũng đã có khó ở một số nơi trên thế giới người ta áp dụng tương đối thường xuyên Đó, tiếp theo là chúng ta cần phải có những cái chẩn đoán về hình hình ảnh và chức năng thì việc chúng ta hiểu được cái cơ chế của hoạt động tình dục bình thường và những cái bất thường của nó liên quan tới những cái vùng não thì những cái thăm dò chức năng như là chụp ct hay là cộng hưởng từ não thì cũng khá là quan trọng và bên cạnh đó những cái kỹ thuật cao hơn như là cộng hưởng từ chức năng hay là pet ct bên cạnh đó thì một số xét nghiệm như là điện não đồ thì cũng có thể được áp dụng và chúng ta thấy rằng cái bất thường của chức năng tình dục thì nó không phải chỉ có ở cơ chế trung ương mà còn, còn có cả cơ chế ngoại vi và cơ chế sinh dục tại chỗ cho nên những cái đánh giá về tại chỗ ở vùng tiểu không khung về phần phần sinh dục thì cũng khá là quan trọng như là có thể một số chụp chiếu thăm dò chức năng ở vùng này hoặc là một số có thể là siêu âm đốt le động mạch dương vật hoặc là những cái đánh giá cụ thể ở vùng này tùy theo từng, từng trường hợp thì về trắc nghiệm tâm lý thì chúng ta thấy trắc nghiệm tâm lý này là một xét nghiệm rất là cần thiết và có vai trò trong việc gọi là hỗ trợ trong việc chẩn đoán cũng như là đánh giá mức độ của các số loạn chức năng tình dục cũng như là việc theo dõi điều trị thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái thang đánh giá chức năng tình dục khác nhau ở đây thì tôi chia sẻ một số tên một số thang như là trải nghiệm tình dục Arizona hay là đánh giá chức năng tình dục ở nữ giới SSFI hay là bộ câu hỏi đánh giá chức năng tình dục SFQ và một số những cái trách nhiệm tâm lý mà đánh giá một số chức năng rối loạn chức năng tình dục riêng biệt như là đánh giá chức năng cương dương hay là đánh giá xuất tinh sớm thì những cái những cái trách nghiệm tâm lý này thì nó có vai trò rất là quan trọng ở trong việc chúng ta phối hợp để đưa ra chẩn đoán và tiếp theo là tôi nhấn mạnh là rối loạn chức năng tình dục và các rối loạn tâm thần khác thì chúng ta thấy là một rối loạn tâm thần nói chung thì thường là nó cũng là nguy cơ mà phát sinh một cái rối loạn tâm thần khác và chúng ta thấy là rối loạn tâm thần là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất với các rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta thấy là rối loạn chức năng tình dục nó có thể là độc lập song hành kết hợp tuy nhiên nó có thể là triệu triệu chứng của một số loạn tâm thần khác như là trầm cảm hay là lo âu thì từ đó thì khi mà đánh giá một người bệnh đến có rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta cần phải đánh giá toàn diện để cho từ đó có những cái phương hướng hay là định hướng điều trị cho nó phù hợp. Vâng, tiếp theo là tôi tôi chia sẻ về phần điều trị thì điều trị rối loạn chức năng tình dục thì cũng như là điều trị một rối loạn tâm thần khác thì có ba phần chính. Thứ nhất là điều trị về gen sinh hóa hay là còn điều trị hóa dược thuốc. Điều trị thứ hai là điều trị là can thiệp thì can thiệp thì có những cái phương pháp có thể là xâm lấn và những phương pháp không xâm lấn. Và nhóm điều trị thứ ba thì là nhóm trị liệu tâm lý xã hội. Thì qua cái bài qua nội dung trình bày ở trên thì chúng ta điều trị như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân của rối loạn chức năng tình dục. Nếu nguyên nhân mà do nguyên nhân rối loạn chức năng tình dục mà do bệnh cơ thể hoặc là do thuốc, do chất thì khi đó thì chúng ta điều trị sẽ tập trung vào những cái bệnh lý cơ thể, tập trung vào vào thuốc và chất vào việc chúng ta chuyển nhóm thuốc hay là gì. Bên cạnh đó song song với việc là chúng ta vẫn cần phải kết hợp với việc giải quyết vấn đề chức năng tình dục. Còn trong những cái trường hợp mà là rối loạn chức năng tình dục không thực tổn thì lúc đó thì có thể là những vai trò của trị liệu tâm lý xã hội và những cái điều trị khác thì nó sẽ có vai trò nhiều hơn và nó sẽ xuyên suốt trong quá trình điều trị vâng thì chúng ta biết rằng yếu tố tâm lý à không thể thiếu ở trong cơ chế cũng như là ở trong tiến triển của các rối loạn chức năng tình dục thì điều trị đầu tiên nó là điều trị về mặt tâm lý trị liệu thì có các phương pháp như là giáo dục về tình dục liệu pháp các liệu pháp tâm lý gọi là chuyên biệt cho rối loạn chức năng tình dục như là liệu pháp tâm lý nhóm liệu pháp hành vi liệu pháp cặp đôi và một số những cái kỹ thuật kỹ thuật nữa là đặc trưng cho từng rối loạn như là các bài tập kỹ thuật đặc biệt liệu pháp phân tích định hướng tình dục hay là một số phương pháp như là thiền định hay là thôi miên vâng đầu tiên là về giáo dục, dục tình dục thì nó sẽ giúp nó gọi là định áp dụng cho hầu hết tất cả các trường hợp mà có rối loạn chức năng tình dục thì sẽ định hướng và giúp cho người người bệnh hiểu được về hiểu được về các rối loạn này và hiểu được vai trò hiểu được vai trò của giới tính cũng như là có cái có cái gọi là có cái chiến lược cái nhận thức ở trong việc điều trị tiếp theo nói về liệu pháp thư giãn thì chúng ta thấy là yếu tố căng thẳng stress thì có vai trò ở trong cơ chế và phát sinh của các rối loạn chức năng tình dục nó có thể là nguyên phát hoặc là stress thứ phát ở sau những cái bệnh lý thực tổn bệnh lý cơ thể hoặc là những cái vấn đề khác thì các kỹ thuật thư giãn thì giúp làm giảm căng thẳng thì sẽ có hiệu quả trong các số loại chức năng tình dục thì ở đây là tôi giới thiệu tới một số cái phương pháp như là kỹ thuật thư giãn cơ của gia sơn hay là kỹ thuật đáp ứng với thư giãn của ben sơn cái này thì có thể kết hợp với những cái liệu, những cái phương pháp trị liệu mới như là phản hồi sinh học vâng tiếp theo là liệu pháp về cặp đôi thì đây là một tiếp cận có hệ thống và xây dựng lại mối quan hệ giữa các đối tượng với nhau thì đây ở đây là một mô hình của master và johnson gồm có 3 phần như là tập trung vào cảm giác ngoài bộ phận sinh dục tập trung vào cảm giác bản thân của bộ phận sinh dục hay là những cái biện pháp ngăn chặn âm đạo. Vâng về liệu pháp tâm lý với nam giới có rối loạn cương dương thì chúng ta thấy là các can thiệp Uh, tâm lý có hiệu quả như là liệu pháp uh, tình dục này, luyện tập giao tiếp này, thôi miên này, cbt hay là liệu pháp nhóm và những cái liệu pháp tâm lý này thì nó kết hợp với hóa dược thì sẽ có phần tăng cường cái hiệu quả của hóa dược. Tiếp theo là liệu pháp tâm lý với nam giới có xuất tinh sớm thì chúng ta thấy rằng liệu pháp hành vi thì được chứng minh là có hiệu quả đối với nam giới có xuất tinh sớm thì có một số phương pháp một số kỹ thuật tương đối phổ biến mà chúng ta được nghe tới như là kỹ thuật bắt đầu kỹ thuật dừng và tiếp tục hay là kỹ thuật vặn squeeze thì cái này nó cũng khá là đơn giản thôi và bên cạnh đó thì một số bài tập để tăng cường sức mạnh của cơ sản chậu như bài tập cơ gel thì cũng thấy là có chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện xuất tinh sớm tuy nhiên là những cái phương pháp này thì thường là nó sẽ cần phải thời gian và cần phải có sự kiên trì kiên nhẫn ở trong việc việc thực hành khi mà so sánh với liệu pháp hóa dược thì nó sẽ cần có thời gian dài hơn liệu pháp tâm lý với nữ giới thì chúng ta cần phải phát triển thái độ tích cực của cơ thể và bộ phận sinh dục tập luyện cơ vùng chậu có thể là sử dụng các phương pháp phản hồi sinh học chúng ta cần phải có kết hợp với vai trò của người bạn tình và học các kỹ năng quản lý stress thì cũng tương tự như với nam giới thì hiệu quả trong giảm ham muốn thì có thể áp dụng liệu pháp CBT hay là những cái rối loạn về mà cực khoái thì có thể sử dụng liệu pháp hành vi hoặc là sử dụng liệu pháp tình dục. Vâng tiếp theo là về liệu pháp hóa dược thì chúng ta biết là một số loại thuốc điều trị một số loại thuốc người ta đã thấy là chứng minh có hiệu quả và an toàn ở trong điều trị một số rối loạn chức năng tình dục đầu tiên là về điều trị rối loạn cương dương thì chúng ta biết là sildenafil hay là còn gọi là viagra và các thuốc cùng loại thì chứng minh là có hiệu quả trong việc gọi là duy trì trạng thái cương dương và có hiệu quả trong điều trị và cải thiện chức năng này thì cái này nó thông qua ức chế một enzyme gọi là enzyme PDE5 thì cái này nó sẽ góp phần tăng cường tạo ra GMP vòng và sẽ giãn mạch tăng cường lượng máu được tới dương vật và từ đó thì nó sẽ có duy trì được trạng thái cương dương ngoài ra một số nhóm thuốc khác như papaverin hay prostaglandin thì nó cũng ảnh hưởng ảnh hưởng tới chức năng mạch máu tại cơ quan sinh dục và có thể cải thiện được cái rối loạn cương dương này thì nhiều thuốc chống trầm cảm, nhiều thuốc hướng thần thì ảnh hưởng tới chức năng cương dương. Tuy nhiên một số nhóm thuốc mới thì có thể cải thiện được những cái triệu chứng này. Cho nói trazodone là một thuốc chứng, chống trầm cảm cải thiện được triệu chứng cải thiện khả năng cương cứng dương vật đặc biệt là vào ban đêm. Thì nói chi tiết hơn về sildenafil hay là viagra đây là một thuốc điều trị rối loạn cương dương thì cơ chế của nó là tăng cường nitric oxide tạo điều kiện cho dòng chảy của máu đến dương vật và cần thiết cho sự cương cứng. Bên cạnh đó thì nó còn có tác dụng tăng bôi trơn âm đạo ở nữ và thuốc thì có hiệu lực sau khoảng thời gian 1 giờ sau khi uống và có tác dụng kéo dài trong tối đa là 4 giờ chứ không phải là kéo dài trong cả ngày. Một số tác dụng không mong muốn có thể sử dụng như là nhức đầu, khó tiêu hay là đỏ bừng mặt. Bên cạnh đó thì có thể gây thiếu máu đột ngột thần kinh thị giác ngay sau khi sử dụng, đặc biệt là ở một số bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đai tháo đường hay là rối loạn lipid máu thì cái này thì thuốc nó, này thì cần phải chú ý và lưu ý thận trọng, chống chỉ định đối với những người dùng nitrat hữu cơ. Tại vì cái thuốc này đầu tiên cơ bản đầu tiên của nó là được nghiên cứu để điều, để mục đích là điều trị hạ huyết áp. Tuy nhiên là sau đó người ta thấy nó có hiệu quả ở trong việc cải thiện chức năng cương dương và sau đó nó lại trở thành tác dụng chính. Vì thế là phải cần phải thì lưu ý đối với những trường hợp mà người bệnh mà có tăng huyết áp hay là sử dụng kết hợp với các thuốc hạ huyết áp khác thì nó có thể dẫn đến giảm huyết áp mạnh đột ngột Vâng thì thuốc này thì nó không có hiệu quả trong trường hợp không có kích thích tình dục tức là phải có những cái kích thích tình dục nó có hiện tượng cương dương thì lúc đó thì nó mới có hiệu quả ở một số trường hợp không hiệu quả như là khoảng 50 nam giới có phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt hoàn toàn hay là mắc bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin dài ngày và một số trường hợp có tổn thương này, não bộ thần kinh thì cái này sildenafil này có thể nó sẽ không hiệu quả tiếp theo là về thuốc điều trị xuất tinh sớm thì chúng ta biết rằng là serotonin có vai trò trong việc duy trì kéo kéo dài cái thời gian uh, cương dương cương dương vật và tăng cường cái ngưỡng mà uh, xuất tinh các thuốc chống trầm cảm có tác dụng trên hệ SRI trên hệ serotonin như là uh, paroxetine, sertraline hay là fluoxetine thì nó có tác dụng cải thiện cái tình trạng xuất tinh sớm này. Tuy nhiên là những cái thuốc chống trầm cảm này thì thường người ta sẽ ưu tiên cũng có khá nhiều tác dụng không mong muốn và để điều trị ở những cái rối loạn uh, trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh. Tuy nhiên, uh, từ đó thì người ta sẽ sử dụng một nhóm thuốc có tác dụng có t trên hai ngắn hơn tác dụng nhanh và ngắn đó là dapoxetine thì cái này thì cái này thì nó có thời gian bắn hủy t trên hai để chỉ trên một giờ và nó kéo dài hiệu quả chỉ khoảng 3 đến bốn giờ và thường là sử dụng trước khi mà uh, quan hệ tình dục thì nó sẽ có hiệu quả và cái này là ưu tiên ở trong việc điều trị xuất tinh sớm bên cạnh đó thì việc giảm kích thích tại chỗ Tại bộ phận cơ quan sinh dục tại dương vật thì có thể sử dụng một số thuốc bôi như là lidocaine trước khi quan hệ à trong uh, quá trình quan hệ thì có thể là cải thiện được cái triệu chứng xuất tinh sớm này. bằng ấy bảng này là đây, tóm tắt một số rối loạn chức năng tình dục và một số thuốc có thể sử dụng ở nữ giới như là vấn đề khô âm đạo hay là đau khi giao hợp thì có thể sử dụng liệu pháp liệu pháp hormone hoặc là những cái vấn đề về rối uh, loạn liên quan đến ham muốn và rối loạn uh, kích thích thì có thể sử dụng nội tiết tố nam hay là sildenafil như đã trình bày ở trên hoặc là có thể sử dụng một nhóm thuốc chống trầm cảm mới nữa là bupropion thì cái này nó tác dụng trên hệ no -adrenaline. thì cái no này như trình bày ở phần uh, đại cương tổng quan ở phần trước ấy, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ tăng cường kích thích và cải thiện ham muốn và đặc biệt là nó sẽ cân bằng cái hoạt động cân bằng cái hoạt động của serotonin ở trong, trong uh, chu kỳ hoạt động tình dục. Vâng, bên cạnh đó một số thuốc người ta uh, cũng được nghiên cứu như là apomorphine vì việc tăng nhẹ tăng nhẹ uh, dopamine. Vâng, cụ thể hơn là các thuốc điều trị rối loạn ham muốn ở nữ thì một loại kem kết hợp uh, anprostadin đã được phát triển để điều trị rối loạn ham muốn tình dục của phụ nữ kết quả ban đầu là đầy hứa hẹn thì cái thuốc này thì nó sẽ chữa cái thành phần là prostaglandin E1 thì cái này thì nó sẽ cải thiện chức năng cương dương tuy nhiên ở nam giới tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng có hiệu quả ở việc cải thiện ham muốn ở nữ thông qua việc là nó có những cái tác dụng điều hòa những cái thần kinh điều hòa thụ thể thần kinh ở tại chỗ nhóm thuốc thứ hai là Uh, phetolamin fetolamin mesilat thì đây là một chất đối kháng thụ thể và nó sẽ tăng đáng kể co mạch và sự giãn nở các mô khi có kích thích và tăng cường bôi trơn. Và một nhóm thuốc mới là flibanserin thì cái này thì nó sẽ tăng cái này có người ta coi nó có một số hoạt tính chống trầm cảm thông qua việc gọi là tăng tăng hoạt động của dopamine đồng vận một phần dopamine và bên cạnh đó này nó tác dụng trên một số hệ dẫn truyền thần kinh serotonin và người ta thấy là cũng có hứa hẹn ở trong việc điều trị cải thiện rối loạn ham muốn ở nữ. Bằng tiếp theo là về thuốc chống trầm cảm giải lo âu thì chúng ta có thể sử dụng thuốc giải lo âu cho các trường hợp bệnh nhân mà có những cái căng thẳng trong quá trình quan hệ và điều trị thuốc chống trầm cảm thì hiệu quả trong một số trường hợp như là điều trị chứng ám ảnh sợ tình dục hay là rối loạn stress sau khi bị hiếp dâm hoặc là sử dụng tác dụng không mong muốn của thuốc chống dương cảm để kéo dài thời gian bệnh nhân phóng tinh ở trong điều trị xuất tinh sớm như đã trình bày ở các phần trên. Vâng, tiếp theo là thuốc tác động lên hệ dopamine thì chúng ta thấy là dopamine có vai trò rất là quan trọng ở trong các chu kỳ hoạt động tình dục và nó chủ yếu là mang tính chất gọi là kích thích và tăng tăng hưng phấn, tăng ham muốn và một số nhóm thuốc mà có thể sử dụng mà hứa hẹn như là nhóm là dopa thì chúng ta biết là tiền chất của dopamin là trong điều trị parkinson promocritin là đồng vận dopamin hay bupropion là một thuốc chống dụng cảm có tác dụng ở trên hệ dopaminergic hoặc là nhóm một nhóm thuốc như là selezilin là nhóm email hệ mới thì có thể cải thiện chức năng tình dục ở người già Bên cạnh uh, điều trị về tâm lý và điều trị hóa dược thì có thể có một số phương pháp điều trị khác như là ở trong xuất tinh sớm thì có thể là có phương pháp là phẫu thuật cắt bỏ chọn lọc nhánh dây thần kinh thì cái này thì sẽ làm giảm gọi là tính nhạy cảm hay là kích thích ở dương vật. Ở trong rối loạn cương dương thì có thể sử dụng một số phương pháp như là kích thích não sâu, dụng cụ hút chân không hay vật hang nhân tạo, điều trị bằng sóng xung kích, điều trị ngoại khoa những bất thường khác như là u tuyến yên hay là bệnh cong dương vật hay là liệu pháp tế bào gốc hay là liệu pháp gen thì cái này thì hiện tại thì đang được nghiên cứu ở trong xuống tình dục quá mức thì có thể sử dụng một phương pháp điều biến não đó là kích thích từ xuyên sọ so với với tần số ức chế thì có thể là có hiệu quả trong rối loạn này. Bằng thì trên đây là bài trình bày của tôi về những cái thông tin gọi là cơ bản nhất về triệu chứng chẩn đoán cũng như điều trị các số lại chức năng tình dục thường gặp rất là cảm ơn sự lắng nghe của quý anh chị em học viên sau đây anh chị em có câu hỏi cho các thầy cô bài giảng ngày hôm nay thì mời anh chị em đặt câu hỏi vào mục chat xin cảm ơn